Bông nho thì bán cho được toàn ruồi, bán cho ai? Bán cho cái thanh. Táo của ông nho toàn ruồi thôi. Thanh nhạt lắm. Mà. Nhanh lắm. Bạt ngàn táo làm gì nó chẳng nhìn rưỡi. Càng ngày nó càng nhiều. Dạ. Sáng nay con đi lên trên đấy mà. Phi Điền này tắc đường như tắc vải. Cái này đi đường nào ấy à? Mệt gì. Hai quả bồng thì anh đi mòn ngón chân như cái gì mà. Hãy còn nhiều quả bé lắm. Sợ mẹ nó không ăn. Chú thà thằng đi xa còn hơn là cúi rồi. Gãy xương.